Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chú thú ôm hình khỉ con xinh xắn như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của chú khỉ nè. Mặt trước ha. Và mặt sau nè. Thì đối với mẫu này có chiều cao tầm khoảng 45cm từ cái phần đáy đi lên ha. Những bạn nào mà không thích chân ngồi thì có thể làm chân đứng và chiều cao của nó sẽ thay đổi ha. Thì đối với mẫu này công thức móc nó sẽ tương tự giống như nhau, chỉ khác là mình cần tăng hoặc giảm số hàng móc thôi ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha. Mũi móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào đây cho mình một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Lưu ý khi kết thúc vòng nè, các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len lên một tí, sau đó nghiêng cái sợi len về hướng tay cầm kim móc và guốc thật mạnh lại cho cái mũi giờ của mình nhỏ lại ha. Sau đó kéo cho đầu kim sát lại với sợi len nè và móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên của mình có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân là mũi tăng ha. Mũi tăng tức là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc cái vòng đầu nè. Móc vào đó cho mình mũi tăng ha. Là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Mũi thứ nhất và mũi thứ hai ta sẽ có được mũi tăng đầu tiên ha. Làm tương tự cho 5 chân còn lại nè. Chân thứ hai cũng móc cho mình mũi tăng. Chân thứ ba tương tự ha. Chân thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Chân thứ năm cũng móc cho mình mũi tăng. Và chân thứ sáu cũng móc mũi tăng ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Cứ mỗi lần kết thúc vòng thì kéo sợi len lên và nghiêng về hướng tay cầm kim móc, guốc thật mạnh lại cho mũi giờ nhỏ lại, sau đó kéo sát lại với sợi len, móc lên một xích. Ta hoàn tất được vòng thứ hai ha. Tiếp tục vòng thứ hai thì sẽ là vòng thứ ba. Vòng thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào cái chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc cho mình mũi tăng ha. Mũi tăng tức là 2 mũi vào cùng chân móc nè. Như vậy là ở vòng móc thứ ba này của mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn sau đó là mũi tăng. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn vào chân kế bên. Sau đó mũi tăng vào chân thứ kế tiếp ha. Ta sẽ có được cụm thứ hai nè. Cụm cuối cùng sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Một móc đơn sau đó là mũi tăng ở chân cuối cùng. Như vậy khi kết thúc vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này. Ta tăng được 6 mũi cho vòng thứ ba này ha. Tiếp tục kết thúc vòng. Nhớ guốc lại nè, sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc bên trên, tức là vòng móc thứ ba. Mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ. Ở đây cụm móc của mình là một móc đơn sau đó là mũi tăng, thì cái số mũi móc đơn lẻ là cái mũi này nè, là cái mũi mà không phải là mũi tăng nhé. Thì lúc này ở đây của mình có một mũi, thì vòng kế tiếp tăng tịnh tiến lên một mũi, tức là các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè, và chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân tăng hơn so với vòng bên dưới một mũi rồi, chân kế tiếp móc mũi tăng. Như vậy là ở vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Nhưng mà ở đây các bạn để ý cho mình nè, đối với cái size chú khỉ của mình sẽ là size to ha, cho nên khi các bạn cứ tăng tịnh tiến như vậy á, mình móc lên thêm nhiều hàng móc thì nó sẽ bị cái điểm G. Thì đối với cái hàng này, cái số mũi móc đơn lẻ đang là số chẵn nè, hai mũi là số chẵn, thì đối với những cái hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn, các bạn sẽ đảo công thức cho mình ha. Thì để đảo công thức mình sẽ chia đôi cái mũi móc đơn lẻ mỗi chân ra. Ở đây của mình hai mũi chia đôi ra, các bạn sẽ móc cho mình một mũi trước nè, sau đó là mũi tăng rồi đến một mũi ha. Thì khi đảo công thức nó sẽ như sau. Ta có một mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng,
Sau đó sẽ làm mũi móc đơn vào chân kế tiếp. Như vậy là khi đảo công thức mình sẽ có được cụm như thế này ha. Một móc đơn, mũi tăng và một móc đơn. Cộng lại ta cũng có được hai mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng nè. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Một móc đơn. Sau đó sẽ làm mũi tăng vào chân kế tiếp. Và tiếp tục sẽ làm một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ sáu sẽ nằm ở ba chân cuối cùng ha. Một móc đơn, mũi tăng và một móc đơn ở chân cuối cùng. Thì khi kết thúc vòng móc này ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này. Mình tăng lên được 6 mũi ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Guốc lại cho mũi giờ nhỏ lại nha, móc lên một mũi móc xích. Vòng kế tiếp thì cũng tương tự như vòng mình vừa móc, tức là mình sẽ dựa vào vòng bên trên. Vòng bên trên của mình có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân, các bạn sẽ tăng thêm một mũi ha. Công thức móc vòng bên trên của mình là một móc đơn, mũi tăng và một móc đơn. Tức là mình đảo công thức, mình có hai mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ các bạn tiếp tục tăng tịnh tiến lên một mũi. Thì hàng kế tiếp mình sẽ có là ba mũi mỗi chân ha, tăng hơn so với vòng phía dưới một mũi nè. Móc cho mình ba chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Khi có được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc mũi tăng. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Và để ý ở vòng này, số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ, nên mình sẽ không cần phải đảo công thức ha. 3 mũi là số lẻ nè, nên các bạn cứ móc bình thường cho mình. Móc mũi móc đơn lẻ trước sau đó mới móc mũi tăng. Các bạn móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. 3 mũi móc đơn mỗi chân nè. Sau đó sẽ làm mũi tăng vào chân kế tiếp ha. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Sau khi móc đến cuối vòng thì bốn chân cuối cùng cũng tạo cho mình được cụm thứ sáu ha. 3 mũi mỗi chân, sau đó mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng. Thì khi kết thúc vòng móc này ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này. Tăng được 6 mũi cho vòng này ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc kế tiếp thì cũng tương tự, các bạn cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Vòng phía dưới của mình là 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình lên một mũi nữa. Ta sẽ có là 4 mũi móc đơn mỗi chân ha. Mũi đầu tiên vào chân đầu tiên nè. Mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Khi có được 4 mũi móc đơn mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng. Như vậy là vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 4 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Các bạn có thể móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, hoặc là mình cũng có thể đảo công thức ở vòng này ha. Để đảo công thức thì cũng tương tự, mình sẽ dựa vào cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân. Ở đây của mình 4 mũi là số chẵn nè, thì các bạn sẽ chia đôi cho mình ra, mỗi bên là 2 mũi. Mình sẽ đưa cái mũi tăng vào chính giữa ha. Thì khi đảo công thức các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ta sẽ móc 2 mũi móc đơn mỗi chân trước. Được 2 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng. Tiếp tục sẽ là 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Thì khi đảo công thức ta sẽ có được cụm như thế này. 2 mũi mỗi chân, mũi tăng và 2 mũi mỗi chân. Cộng lại mình cũng có 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Ta có nè, 2 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là mũi tăng. Và tiếp tục là 2 mũi móc đơn mỗi chân. Ta sẽ có được cụm thứ hai ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các hàng móc kế tiếp thì cũng tăng dần tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của hàng bên trên lên một mũi ha. Hàng này của mình là 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì hàng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến lên. Mình có 5 mũi mỗi chân, sau đó là 6 mũi, 7 mũi ha. Và cứ xen kẽ là mũi tăng. Các bạn nhớ cho mình là khi mà mình tăng như vậy nè, ta tăng thêm nhiều hàng móc và nhớ xen kẽ. Đối với những hàng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân á là số chẵn, thì nhớ đảo công thức cho cái vòng tròn của mình nó đều hơn. Còn những cái hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ thì mình sẽ không cần phải đảo công thức ha. Các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái vòng tròn của mình nó đạt được một cái độ rộng nè. Thì đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 16 hàng móc tăng mũi ha.
Mình sẽ gặp lại ở hàng thứ 17 nha. Sau khi đã móc cho mình được 16 hàng móc tăng mũi thì lúc này cái vòng tròn bên trên nó đã có được một cái độ rộng ra rồi nè. Đây, công thức của cái hàng thứ 16 của mình sẽ dừng lại ở cái hàng móc với 14 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng ha. Và 14 mũi này mình có đảo công thức, mỗi bên sẽ là 7 mũi và ở chính giữa là mũi tăng ha. Ta có 7 mũi mỗi chân, mũi tăng sau đó là 7 mũi mỗi chân nè. Thì như vậy là ta sẽ có được một cái độ rộng cho cái phần đầu rồi. Đối với cái phần đầu này, cái đường kính mình đang có sẽ là tầm khoảng 15 cm ha. Bây giờ mình sẽ móc thêm các hàng móc bên dưới nè. Thì khi đã đạt được cho mình cái độ rộng của phần đầu rồi, các hàng bên dưới mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha, cho cái phần đầu nó có cái độ sâu xuống nè. Thì lúc này những cái vòng móc không tăng mũi, tức là mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn, mình sẽ không có mũi tăng cho bất cứ cái chân móc nào ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Để ý ở cái vòng tăng bên trên của mình tổng cộng là 16 hàng, thì các bạn sẽ móc cho mình thêm 16 hàng móc đều. Sau đó tiếp tục móc thêm một nửa của cái hàng tăng này nữa, tức là thêm 8 hàng nữa, ta sẽ có tổng cộng là 24 hàng móc tăng. Lúc này từ trên đỉnh đầu đi xuống mình đã có tổng cộng là 40 hàng móc rồi ha. Thì từ hàng móc kế tiếp mình sẽ bo lại để cho cái phần đầu của mình nó hoàn tất. Để bo lại thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mình tăng mũi cuối cùng. Thì ban đầu mình có nói hàng móc tăng mũi cuối cùng của mình nè là 14 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Mình có đảo công thức mỗi bên 7 mũi và đưa mũi tăng vào chính giữa ha. Lúc này các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của cái hàng bên dưới xuống. Ta sẽ có 7 mũi mỗi chân trước nè. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm. Mũi thứ sáu và mũi thứ bảy. Khi có được 7 mũi mỗi chân rồi, ở bên trên hàng tăng mũi, tức là chân kế tiếp mình móc mũi tăng. Còn lúc này mình giảm mũi cho phần đầu nó bo nhỏ lại, thì các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp thành một mũi. Cách chụm sẽ như sau nè. Ta đâm kim vào chân kế bên, kéo len qua chân móc. Lúc này đừng có kéo dài sợi len quá mà kéo sát lại với đầu kim. Sau đó đâm kim vào chân thứ hai, kéo len. Khi trên kim được 3 đường móc thì kéo len qua hết 3 đường trên kim, ta sẽ có được một mũi giảm ha. Còn lại sẽ là 7 mũi móc đơn lẻ vào 7 chân nè. Như vậy là hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 7 mũi mỗi chân, mũi giảm và 7 mũi mỗi chân. Cộng lại mình cũng có 14 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Ta có 7 mũi mỗi chân nè. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy. Kế tiếp sẽ là mũi giảm ở hai chân kế bên ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua 3 đường trên kim. Ta có được mũi giảm nè. Tiếp tục sẽ là 7 mũi móc đơn vào 7 chân. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu và mũi thứ bảy, mình có được cụm thứ hai ha, làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có được tổng cộng là 6 cái cụm giảm liên tiếp như thế này. Ta giảm đi được 6 mũi ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè, cũng đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích. Thì các bạn để ý lúc này cái phần đầu của mình nó sẽ giảm đi được 6 mũi, nó sẽ có cái độ bo lại như thế này. Thì các hàng móc kế tiếp các bạn cũng móc thêm cho mình nhiều hàng giảm nữa. Thì khác với cái hàng tăng mũi bên trên, mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì đối với cái hàng giảm, các bạn sẽ giảm dần cho mình đi một mũi ha. Ở hàng bên trên của mình là 14 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm. Mình có đảo công thức nè. Thì 14 mũi đó bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình còn 13 mũi mỗi chân ha. Móc cho mình 13 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi nè. Chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng phía trên ha. Một mũi nè. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, sáu.
7 8 9 10 11 12 và mũi thứ 13. Khi có được 13 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mũi giảm ở hai chân liên tiếp ha. Tức nó sẽ xen kẽ là mũi giảm khác với hàng bên trên mũi tăng. Thì bây giờ mình xen kẽ là mũi giảm nè. Tăm kim lần lượt vào hai chân, sau đó kéo qua ba đường trên kim ha. Ta sẽ có được cụm móc như thế này, 13 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm. Các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta cũng có được tổng cộng là 6 cái cụm giảm. Mình giảm đi được thêm 6 mũi cho cái phần thân dưới ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Móc lên một mũi móc xích. Hàng kế tiếp, hàng thứ 43 thì cũng tương tự giống như các hàng mà mình vừa móc. Phần đầu nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại rồi. Mình tiếp tục giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi ha. Ở đây của mình là 13 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm nè. Thì bây giờ tiếp tục giảm đi một mũi. 13 mũi giảm 1 còn 12 ha. Móc cho mình 12 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi nè. Mũi thứ 3, mũi thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Khi có được 12 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân, sau đó kéo qua ba đường trên kim ha. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Hoặc là đối với cái vòng này, cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân đang là số chẵn, thì các bạn có thể đảo công thức cho mình giống như hàng tăng bên trên ha, để giúp cho cái hàng giảm của mình khi mà mình giảm dần á, nó sẽ không có bị điểm G nha. Thì để giảm mình cũng chia đôi cái số mũi móc đơn lẻ ra. Ở đây của mình 12 mũi chia đôi ra, các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi mỗi chân trước. Khi có được 6 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp mình sẽ móc mũi giảm ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân, sau đó kéo qua ba đường trên kim. Tiếp tục sẽ là 6 mũi mỗi chân nè. Thì khi đảo công thức mình sẽ có được cụm như thế này ha. 6 mũi, mũi giảm và 6 mũi. Cộng lại mình cũng có được 12 mũi, sau đó là mũi giảm. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi cái phần đầu của mình nó có được một cái độ rộng vừa phải. Mình sẽ dừng lại với hàng móc với cụm móc là một móc đơn, sau đó là mũi giảm ha. Mình sẽ gặp nhau ở cái hàng thứ 55 ha. Sau khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc giảm mũi, vòng cuối cùng của mình đang là một móc đơn, sau đó là mũi giảm. Đã có 6 cụm ha. Các bạn sẽ nhồi gòn cho mình vào bên trong cho phần đầu của mình nó được cứng kép hơn. Thì mình sẽ hoàn tất được phần đầu như thế này. Đến cái hàng móc cuối cùng, hàng thứ 55, thì cái hàng mà mình đang móc ở đây là một móc đơn, sau đó là mũi giảm. Mình tạo ra tổng cộng là 12 chân móc. Thì 12 chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình 6 cái mũi giảm liên tiếp ha, vào 12 chân nè. Lần lượt đâm kim vào hai chân móc liên tiếp, sau đó kéo qua ba đường trên kim. Mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi giảm vào 12 chân này ha. Ta có được mũi giảm đầu tiên nè, móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng, ta có được tổng cộng là 6 cái mũi giảm liên tiếp. Thì lúc này đến kết thúc, các bạn sẽ guốc cho cái mũi giờ nhỏ lại. Mình sẽ không lên một mũi móc xích, mà các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Lúc này ở cái hàng móc cuối cùng của phần đầu, mình có 6 cái chân móc của mũi giảm ha. Ta lần lượt đâm kim vào 6 đường ngóc bên ngoài của 6 chân nè. Đường thứ nhất nè, đường thứ hai, đường thứ ba, đường móc thứ tư nè. Cũng vào đường nằm bên ngoài hết ha. Đường móc thứ năm và đường móc thứ sáu. Khi đâm kim được vào 6 đường như thế này thì guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nó khít lại. Sau đó giấu sợi len thừa vào bên trong. Nắn chỉnh cho cái phần gòn nó đều lại với cái phần đầu nè, thì ta sẽ hoàn tất được phần đầu. Tiếp tục đến cái phần thân nè, thì đối với phần thân công thức móc nó cũng sẽ tương tự giống như cái phần đầu, chỉ khác là cái số hàng móc tăng mũi ha. Đối với cái phần đầu bên trên,
Mình tăng tổng cộng là 16 hàng móc, từ cái đỉnh đi xuống là 16 hàng tăng ha. Thì cái phần thân dưới các bạn sẽ móc cho mình 14 hàng tăng. Công thức mình có để trên màn hình ha. Móc cho mình ít hơn so với cái vòng tăng của phần đầu 2 hàng móc. Khi có được cái số hàng móc tăng là 14 hàng rồi, đến cái phần thân phía dưới nè. Thì các phần thân phía dưới mỗi chân móc đều một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cũng canh cho mình giống như phần đầu. Tức là cái phần tăng mũi bên trên mình có 14 hàng thì các bạn sẽ móc cho mình 14 thêm một nửa nữa. Mình có tổng cộng là 21 hàng móc móc đều. Đến cái phần giảm mũi cũng tương tự giống như phần đầu. Bê cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của cái hàng mà tăng gần nhất á xuống phía dưới, sau đó mình sẽ giảm dần ha. Móc thêm nhiều hàng móc giảm cho đến khi mình bít lại được cái khoảng trống này và nhồi gòn vào bên trong. Ta sẽ hoàn tất được cái phần thân nè. Bây giờ mình sẽ khâu cái phần thân với phần đầu. Để khâu lại thì các bạn sẽ khâu cho mình ở cái hàng giảm của phần đầu với hàng giảm của phần thân, để mình giấu đi được các cái hàng giảm cho nó đẹp hơn ha. Mình sẽ khâu ở cái hàng móc thứ 8. Để ý cho mình nè, ở cái phần thân của mình khâu từ hàng móc thứ 8 thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào những cái đường móc nằm ngang. Đây, hai chân móc thì mình sẽ đâm kim lên như thế này. Chân mình vừa đâm kim lên thì tiếp tục đâm xuống và đâm kim lên chân kế tiếp. Tiếp tục ha, chân vừa đâm kim lên thì đâm xuống và đâm kim qua chân kế tiếp, thì cách khâu nó sẽ tương tự như vậy. Thì đối với cái phần đầu trên cũng vậy ha, cũng đâm kim vào hai đường móc nằm ngang nè. Thì khi các bạn khâu nè, mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mình vừa đâm kim lên ở phần đầu, đâm xuống và đâm kim lên chân kế tiếp. Sau đó tương tự do cái phần thân trên cũng vậy ha. Chân mình vừa đâm lên thì đâm xuống và đâm lên nè. Các bạn cứ khâu cho mình một khoảng tầm 3 cho đến 4 mũi thì mình sẽ guốc lại cho cái đường khâu của mình nó khít lại. Sau đó khâu cho đến hết thì ta sẽ hoàn tất được cái phần khâu đầu với thân rồi nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mũi phía trước ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích, các bạn sẽ canh cho mình ở cái phần đầu của chú khỉ nè. Thì để theo cái mặt này mình sẽ chia cái mặt này ra làm 3 phần ha. Các bạn cứ để cho mình và chia tương đương thôi nè. Chia làm 3 phần thì mình sẽ móc 1/3 cái kích thước này ha. Size này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 15 mũi móc xích. Mũi đầu tiên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Có được 15 mũi với kích thước bằng 1/3 so với cái mặt phẳng của phần đầu rồi thì móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi thứ nhất nè, tức là mũi tăng ha, vào chân đầu tiên. Được mũi tăng vào chân đầu tiên, các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng thì ở chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng là 4 mũi móc đơn cùng chân móc ha. Mũi thứ 2 nè, mũi thứ 3 và mũi thứ 4. Được 4 mũi vào cái chân móc cuối cùng rồi, để không bị lạc mũi có thể dùng kim đánh dấu cho mình vào chân móc đầu tiên và chân móc thứ 4 của 4 mũi mà mình móc vào cùng chân móc này ha. Sau đó tiếp tục các cái chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho mình cho đến cuối hàng. Khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi, ở chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên, ban đầu mình có móc mũi tăng rồi. Bây giờ các bạn tiếp tục móc thêm cho mình hai mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng đó nữa. Như vậy là ở chân cuối cùng này mình cũng tạo ra được tổng cộng là 4 mũi móc đơn bằng với đầu còn lại ha. Kết thúc vòng nè, đâm kim vào chân đầu tiên, móc một dời, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên rồi, tiếp tục đến vòng móc thứ hai thì mình sẽ tăng mũi nè. Các bạn sẽ móc cho mình ở hai cái chân móc mà mình vừa móc bên dưới vào cùng chân móc á, mỗi chân móc cho mình mũi tăng. Chân đầu tiên móc mũi tăng nè, chân thứ hai cũng móc cho mình mũi tăng. Khi có được hai mũi tăng liên tiếp vào hai chân rồi, có thể dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân mà mình vừa tăng cuối cùng. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân mình đánh dấu kế tiếp.
Khi đã móc được đến chân móc mà mình đánh dấu rồi, thì từ cái chân móc mà mình đánh dấu nè, mình có 4 cái chân móc liên tiếp mà ta móc vào cùng chân móc ha. Các bạn sẽ móc cho mình 4 cái chân đó, mỗi chân mình sẽ móc mũi tăng. Ta sẽ có 4 mũi tăng liên tiếp. Mũi tăng đầu tiên nè. Khi móc thì nhớ đánh dấu cho mình vào cái mũi đầu tiên mà mình bắt đầu móc mũi tăng nhé. Sau đó tiếp tục chân thứ hai cũng móc mũi tăng. Chân thứ hai của 4 mũi mà mình móc vào cùng chân móc á. Chân thứ ba cũng tương tự, móc mũi tăng. Và chân thứ tư là cái chân mà mình vừa đánh dấu cuối cùng nè, cũng móc cho mình mũi tăng vào chân đó ha. Khi móc đến mũi tăng cuối cùng thì các bạn nhớ đánh dấu lại vào cái chân cuối cùng của cái cụm này để mình có thể không bị lạc mũi nha. Các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng, chừa cho mình hai chân móc cuối cùng ha. Thì sau khi đã móc cho mình chừa đến hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc đó cũng là hai cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc phía dưới. Mỗi chân cũng móc cho mình mũi tăng ha. Khi móc thì nhớ đánh dấu vào cái mũi mà mình móc mũi tăng đầu tiên ở cái đầu này nha. Tiếp tục chân cuối cùng cũng móc mũi tăng nè. Thì như vậy là ở cái đầu móc mà mình vừa móc bên này cũng có được tổng cộng là 4 mũi tăng bằng với cái kích thước từ hai cái mũi mình đánh dấu đối diện ha. Tiếp tục kết thúc vòng, guốc lại và móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ tương tự cho mình giống như là cách mà mình móc tăng mũi ở cái phần đầu á, tức là từ những cái điểm mà mình đánh dấu. Các bạn sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi ha. Đây, từ những cái khoảng mà mình đánh dấu nè. Thì cái khoảng đầu tiên mình có hai cụm, các bạn sẽ móc cho mình hai cụm liên tiếp, một mũi đơn sau đó là mũi tăng ha, và 4 cái chân đầu tiên nè. Một mũi đơn, sau đó là mũi tăng. Mình có được cụm đầu tiên ha. Tiếp tục cụm thứ hai nè. Một móc đơn, sau đó là mũi tăng ở cái chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên ha. Khi móc được đến cái chân móc này rồi, các bạn đánh dấu lại vào cái chân này để mình không bị lạc mũi. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân kế tiếp mà mình đánh dấu ha. Khi mình móc đến hai cái chân mà mình đánh dấu thứ hai và thứ ba thì ở cái khoảng đó các bạn cũng tăng mũi tương tự cho mình giống như cái cụm đầu tiên ha. Sau đó đến cái điểm đánh dấu thứ tư thì cũng móc cho mình hai cụm, một móc đơn sau đó là mũi tăng ha. Và mình cũng đánh dấu lại vào những cái chân móc mà mình móc bắt đầu và kết thúc. Khi móc đến kết thúc thì mình cũng có được tổng cộng là 4 cụm bằng với kích thước 4 cụm của đầu còn lại. Hàng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự, tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Ở đây của mình một móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ tiếp tục tăng tịnh tiến lên, ta sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Mũi đầu tiên vào chân đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Khi có được hai mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc mũi tăng. Thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. Đối với cái phần mũi này các bạn cũng có thể móc cho mình theo công thức này cũng được, hoặc là mình cũng có thể đảo công thức tương tự giống như phần đầu. Tức là dựa vào cái hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn, mình sẽ chia đôi cái số chẵn đó ra. Các bạn sẽ móc một mũi trước sau đó là mũi tăng, rồi tiếp tục là một mũi ha. Thì khi đảo công thức ta sẽ có được cụm như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại thêm một cụm nữa. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đầu bên này mình sẽ có tổng cộng là 4 cụm ha. Các chân bên này thì móc đều nè. Cuối cùng bên này thì sẽ có 2 cụm. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần mũi của mình nó có được một cái độ rộng ra. Thì ở đây mình đã hoàn tất được cái form mũi với cái hàng móc tăng thứ 7 nè. Hàng thứ 7 của mình sẽ có 5 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần đầu của chú khỉ rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái độ sâu cho phần mũi. Tương tự giống như phần đầu, mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn, tức là móc đều và sẽ không có mũi tăng ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi mình đạt được cái độ sâu của phần mũi. Thì mình sẽ móc tổng cộng là 7 hàng móc móc đều ha, bằng với cái kích thước của 7 hàng tăng bên trên. Nó sẽ có được một cái độ sâu như thế này rồi.
Khi đưa vào phần đầu nè, nó sẽ tương thích với lại cái phần đầu rồi ha. Thì trước khi khâu cái phần mũi này, các bạn sẽ móc cho mình thêm hai cái họa tiết mắt bên trên. Thì mình đã móc sẵn một mắt rồi nè, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần còn lại ha. Nó sẽ bằng một nửa so với phần mũi. Mình sẽ tạo một nút. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích bằng một nửa so với cái xích đầu tiên mà mình tạo ở phần mũi. Mình sẽ móc lên tổng cộng là 8 mũi móc xích ha. Mũi thứ nhất, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Khi có được 8 mũi bằng một nửa so với cái xích đầu tiên này rồi thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân thứ 8 móc một mũi móc đơn. Các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng. Sau khi đã móc được 7 mũi móc đơn vào 7 chân rồi thì cái chân cuối cùng các bạn móc cho mình tương tự giống như phần mũi. Móc vào đó 4 mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Để không bị lạc mũi thì mình cũng có thể đánh dấu vào chân đầu tiên và chân cuối cùng của 4 mũi mà ta móc vào cùng chân móc ha. Sau đó móc các cái chân móc còn lại, mỗi chân một mũi móc đơn đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng mình sẽ được một nửa so với cái phần mũi phía dưới rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay ngược đầu móc đối với cái phần mắt này ha. Móc lên một xích sau đó ta quay ngược đầu móc lại nè. Khi quay ngược đầu móc lại mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến chân mà mình đánh dấu đầu tiên. Thì lúc này mình sẽ có 7 mũi móc đơn vào 7 chân ha. Móc được đến cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu thì từ chân đó công thức móc nó sẽ tương tự giống như cách mà các bạn tăng mũi ở phần mũi nè. Hàng này thì mỗi chân mình sẽ móc mũi tăng, mình sẽ có 4 chân liên tiếp mỗi chân móc mũi tăng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Mình sẽ tăng ở cái khoảng mà mình đánh dấu ở hai cái mũi này ha. Cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của cái phần mắt bên trên. Thì đối với phần mắt bên trên mình sẽ tăng tổng cộng là 5 hàng móc cho cái phần mắt nó có được một cái độ rộng như thế này. Thì khi kết thúc mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong cái phần mặt nè. Các bạn sẽ để cho mình cái họa tiết mình canh chỉnh, sau đó mình sẽ khâu hai mắt. Khi mà các bạn khâu ở cái kẽ chính giữa của phần mắt nè, thì cái phần mắt á, mình sẽ đâm kim từ dưới lên trên. Còn cái phần thân của đầu á, các bạn sẽ đâm kim từ trên xuống dưới vào hai chân móc gần nhất. Sau đó tiếp tục cái phần mắt thì mình sẽ đâm từ dưới lên ha. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết, cho tất cả hai mắt mình đều khâu tương tự như vậy. Và cái điểm giao giữa hai mắt mình sẽ khâu sát lại ha. Ta sẽ hoàn tất được họa tiết khâu nè. Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái phần mũi vào và mình khâu. Khi khâu cái phần mũi đến cuối còn một đoạn thì mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần mũi của mình được cứng cáp hơn ha. Như vậy là ta sẽ khâu hoàn tất được phần mũi cũng như là mắt. Cái phần tròng đen ở bên trong á, do màu đen nó hơi khó thấy mũi móc nên các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như trên màn hình ha. Ba hàng móc tăng tương tự giống như cách tăng ở cái phần đầu. Sau đó tiếp tục sẽ móc cái phần chân ở phía dưới nè. Thì phần chân ở phía dưới các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 8 hàng móc tăng mũi. Cách tăng thì cũng tương tự giống như tăng ở phần đầu ha. Công thức mình cũng để trên màn hình nè. Móc cho mình tổng cộng là 8 hàng móc tăng. Sau khi đã hoàn tất được 8 hàng móc tăng mũi cho cái phần chân dưới nó có được một cái độ rộng như thế này rồi. 8 hàng móc tăng ha. Thì tiếp tục hàng móc thứ 9 các bạn sẽ móc cho mình các cái hàng móc đều. Mình sẽ móc tổng cộng là 33 hàng móc móc đều ha. Cho cái phần chân nó có được một cái độ sâu rồi nè. Lúc này mình sẽ có tổng cộng là 41 hàng móc. Đến hàng móc thứ 42 thì mình sẽ tiến hành giảm mũi. Lưu ý ở cái phần trên này các bạn có thể phối cho mình tầm khoảng 3 hàng móc móc đều ở cái phần màu nâu nhạt trước. Sau đó đến màu nâu đậm ha. Thì ta sẽ có tổng cộng là 33 hàng móc móc đều. Hoàn tất được hàng thứ 41 đến hàng thứ 42 trở đi thì mình sẽ giảm mũi. Cách giảm cũng tương tự như phần đầu. Ta sẽ bê cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của cái hàng tăng gần nhất xuống phía dưới. Đây, tương tự như phần đầu nè. Thì bê cái số hàng móc tăng gần nhất xuống phía dưới. Ở đây của mình hàng thứ 8 ha, bê xuống mình sẽ có 6 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm.
Sau đó tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc cho đến khi mình bít lại được cái khoảng trống này. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong thân của chú khỉ. Và lưu ý khi mà mình hoàn tất cái phần chân dưới nè, các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong. Một nửa của cái phần chân ở bên trên mình sẽ nhồi thiệt là nhiều gòn, còn một nửa phía dưới các bạn nhồi ít thôi, để khi mà mình khâu cái phần chân á, mình sẽ áp một nửa của cái phần chân vào trong thân ha. Thì cái phần gòn của mình khi mà mình nhồi ít nó sẽ dễ dàng mà mình khâu hơn nè. Mình áp lại như thế này ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu cái phần chân này vào trong thân nè. Ở đây mình đã khâu sẵn một chân rồi ha. Cách khâu thì cũng đơn giản thôi ha. Mình sẽ đâm kim vào hai cái chân móc tương đương với nhau. Phần thân dưới thì mình sẽ khâu ở hàng móc thứ 11 với 12 ha. Đâm kim vào hai đường móc nằm ngang và đâm kim vào chân móc tương ứng của cái phần chân nè. Mình sẽ khâu tương tự như vậy cho đến khi mình đạt được một nửa của chiều dài phần chân ha. Để giúp cho cái phần chân của mình nó sẽ ôm sát lại như thế này. Và lưu ý ở cái phần mà mình chụm mũi cuối cùng của cái phần chân, các bạn cũng khâu cho mình sát đến cái điểm khâu này nha. Đến cái vòng tròn gần cuối cùng luôn nè. Thì như vậy là cái phần chân của mình khi mà mình gắn vào trong cái phần thân nó sẽ giúp cho phần thân của mình nó đứng vững hơn ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần tay ở bên trên. Ở đây mình đã móc sẵn một cái phần tay như thế này rồi. Công thức móc thì cũng tương tự giống như là cái phần chân ha. Chỉ khác cái số hàng móc tăng mũi nè. Các bạn sẽ để ý cho mình ở phần chân dưới mình có 8 hàng móc tăng mũi. Thì phần tay các bạn chỉ cần móc cho mình 7 hàng móc tăng mũi thôi. Khi hoàn tất được 7 hàng móc tăng mũi thì các hàng móc kế tiếp móc đều và không cần phải tăng mũi. Cái phần màu nâu nhạt các bạn cũng có thể phối cho mình tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng móc móc đều ở phần trên ha. Mình có 7 hàng móc tăng thì 7 hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc đều cho mình. Khi hoàn tất được 7 hàng móc đều thì hàng kế tiếp giảm mũi. Cách giảm thì nó sẽ khác với cái phần chân mình móc đều xuống dưới luôn. Còn cái phần tay ở bên trên thì các bạn sẽ đưa cho mình cái hàng giảm đến cái vị trí này ha. Bê cái số mũi móc đơn lẻ của cái hàng tăng gần nhất xuống phía dưới, móc cho mình một hàng giảm. Khi hoàn tất được hàng giảm mũi rồi tiếp tục 7 hàng móc kế tiếp móc đều. Được hàng móc móc đều rồi thì hàng kế tiếp giảm mũi. Thì mình sẽ dựa vào cái hàng giảm gần nhất, mình giảm dần cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi ha. Công thức mình có để trên màn hình nè. Hoàn tất được một hàng giảm rồi tiếp tục xen kẽ sẽ là 7 hàng móc đều, sau đó là một hàng giảm. Các bạn cứ làm xen kẽ cho mình cho đến khi mình đạt được cái độ rộng mà các bạn cảm thấy nó tương thích với phần tay, thì các hàng móc kế tiếp mình sẽ móc đều và không cần phải giảm mũi nữa ha. Móc cho đến khi cái phần tay của mình nó đạt được một cái chiều dài như thế này. Khi hoàn tất được chiều dài của phần tay trên rồi á, thì các bạn sẽ nhồi cho mình cái phần gòn vào bên trong cho cái phần tay của mình nó được cứng cáp. Sau đó mình canh chỉnh cho cái phần gòn nó đều lại với cái phần tay nè. Mình sẽ tiến hành khâu cái phần tay. Xỏ sợi len vào trong kim khâu nè. Khi khâu cái phần tay thì nhớ cắt một đoạn len vừa đủ dài nha. Để khâu lại thì canh chỉnh cho cái phần tay của mình nó nằm ở hai bên hông của chú khỉ nè. Gập cho mình cái phần tay theo chiều này. Một đầu thì các bạn sẽ khâu cho mình ở hàng thứ 3 giữa cái đường khâu phần đầu với phần thân ha. Còn cái đầu phía dưới còn lại này nè, mình sẽ khâu ở hàng thứ 3 từ cái hàng khâu đi xuống. Thì cách khâu nó sẽ như sau. Ở cái phần thân trên á, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái đường móc nằm ngang. Đây, chân móc đâm kim lên thì tiếp tục đâm xuống và đâm lên ha. Còn đối với cái phần tay á, thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong chân móc nè. Đây các bạn sẽ khâu cho mình như sau. Hoàn tất được gần một nửa của tay rồi thì tiếp tục nửa còn lại các bạn sẽ khâu cho mình sát với phần thân dưới nha. Sau khi đã khâu phần tay hoàn tất rồi, ta sẽ có được cái form của chú khỉ như thế này. Tiếp tục thì mình sẽ móc một cái vòng tròn ở phía trước bụng của chú khỉ nè. Công thức móc cái vòng tròn này cũng tương tự giống như phần đầu, các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 10 hàng móc móc tăng ha, cho đến khi nó có được một cái độ rộng như thế này. 10 hàng nè, công thức mình có để trên màn hình ha. Khi hoàn tất được 10 hàng rồi thì cắt một đoạn len vừa đủ dài, sau đó sử dụng kim khâu, các bạn xỏ sợi len vào trong kim khâu và mình sẽ khâu cái vòng tròn này vào chính giữa của thân. Khi khâu thì cũng tương tự giống như cách mà mình khâu chân và tay nè. Ở cái phần thân thì đâm kim vào những cái chân móc nằm ngang. Còn ở cái phần vòng tròn phía trước thì đâm kim từ trên xuống ha. Đây,
Các bạn cứ lựa cho mình vào những cái chân móc tương ứng với nhau và nhớ canh chỉnh cho cái họa tiết của mình nó nằm chính giữa nha. Khâu tương tự cho đến hết. Thì sau khi đã khâu hoàn tất được vòng tròn rồi, phía trên mắt mình cũng đã khâu hoàn tất rồi ha. Thì mình sẽ có được một cái form của chú khỉ như thế này. Các bạn có thể trang trí cho mình mắt cũng như là chân mày và mũi nha. Sau khi hoàn tất được phần thân của chú khỉ rồi, tiếp tục sẽ là phần tai. Để cho phần tai của mình nó được đứng vững hơn nè, thì các bạn có thể nhồi cho mình gòn vào bên trong ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần tai này. Thì ở đây mình đã móc thêm một vòng tròn màu nâu nhạt nè, với 7 hàng móc tăng. Công thức móc tương tự giống như cái phần đầu ha. 7 hàng móc tăng mũi. Các bạn sẽ móc cho mình cái phần màu nâu nhạt nè, 7 hàng. Bằng với kích thước của cái phần tay nhé. Sau khi hoàn tất được cái vòng màu nâu nhạt ở phía trước rồi, tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình một vòng tương tự như vậy nữa, cũng là 7 hàng móc tăng luôn cho cái phần màu nâu đậm nè. Sau khi đã hoàn tất được cái vòng ở phần màu nâu đậm rồi thì mình kết thúc vòng, sau đó móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ áp hai mặt trái của hai cái màu này lại với nhau. Màu nâu đậm thì để ở phía dưới, còn màu nâu nhạt thì để ở phía trên ha. Sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai chân móc tương ứng với nhau. Mình sẽ móc các cái mũi móc đơn vào hai chân móc tương ứng nè. Mũi móc đơn vào hai chân ha. Các bạn cứ móc cho mình các cái mũi móc đơn liên tiếp. Khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Mỗi chân cứ móc cho mình mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại nè. Các bạn sẽ chia cho mình cái phần tai ra làm 4 phần. Thì mình sẽ khâu được 3 phần tư so với cái vòng tròn này. Còn 1 phần tư còn lại thì mình sẽ khâu vào trong thân ha. Sau khi mà các bạn đã móc cho mình được 3 phần tư của cái vòng tròn này rồi, còn 1 phần tư còn lại mình sẽ không có móc ha. Móc lên một mũi móc xích, sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài. Phần tai này mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần tai của mình nó có cái độ phồng hơn nè. Sau khi đã nhồi gòn hoàn tất rồi, mình sẽ khâu cái phần tai vào trong thân ha. Để cho phần tai của mình nó được phối đều với phần đầu hơn nè, thì canh chỉnh cho phần tai khi mà mình khâu nó sẽ nằm chính giữa của tay ha, đi lên nè. Còn cái phần đầu đi trên đi xuống á, thì các bạn sẽ canh cho mình khâu ở cái hàng móc giữa 11 và 12 ha. Khi khâu thì mình sẽ khâu một mặt màu nhạt trước. Phần thân nè thì mình sẽ khâu vào hai cái đường móc nằm ngang, đâm từ trong ra ngoài vào chân móc của phần tai. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho hết 1 phần tư của phần tai này. Sau đó mình sẽ xoay cái mặt phía sau ra. Các bạn sẽ khâu cho mình cái mặt màu nâu đậm. Và khoảng cách giữa nâu đậm với nâu nhạt nó sẽ cách nhau tầm khoảng 1 cm ha. Sau khi đã khâu hoàn tất được phần tai rồi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình phần đuôi nè. Đuôi thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 4 hàng móc tăng. Sau đó sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được chiều dài của phần đuôi. Sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài và nhồi gòn vào bên trong. Để cho chú khỉ của mình khi mà mình đặt ngồi á, nó khó có bị ngã ra phía sau. Thì khi các bạn khâu cái phần đuôi, mình sẽ xác định cái vị trí ở phần đuôi nè. Mình sẽ đẩy cái phần thân ngã ra phía trước một tí, sau đó mình khâu cái phần đuôi ở vị trí này ha. Thì như vậy là phần đuôi nó sẽ giúp cho chú khỉ của mình ngồi vững hơn nè, không có bị ngã ra phía sau. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu chú khỉ làm thú ôm xinh xắn như thế này. Mẫu này các bạn có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau cũng được ha. Và mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Chiều cao của chú khỉ khi hoàn tất với tư thế ngồi sẽ tầm khoảng 45 cm. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!